Mình sẽ vào thử ạc 0k, có nghĩa là ạc cày dây không nạp của bạn Quý Nguyễn. Ok, các bạn đã sẵn sàng để xem con ạc này có gì chưa? Wow, thì ra là nó có hai step. Hơi khó khăn. Ôi, nó có cái gì vậy? What? Cái factory. Thì đầu tiên mình sẽ bắt đầu với ạc 1k trước nha các bạn. Thì mình không biết đây có phải là ạc 1k không nữa, nhưng mà nó có 3 triệu bounty và 288 belly. Mình nghĩ ạc này 1k thiệt á. Còn ạc em là ạc 1000k. Ôi, ạc em là ạc vua luôn hả? Tờ, để anh coi thử đây, ạc 1k này có uy tín không nha. Nếu mà thấy chát quỷ vinh diễn là ôi, chuẩn 1k nè, có đúng trái rocket vinh diễn à. Ạc nó cũng có trái rocket vinh diễn không. Ạc này mình uy tín nha các bạn. Chắc ạc này cài chay không có nạp nè. Để coi thử trái quỷ nha. Hí, ôi, trái quỷ cũng xịn lắm nha. Ạc 1k mà được mấy trái quỷ này thì cũng gọi là ok rồi. Bây giờ mình sẽ random cho ạc này một trái quỷ thiệt là xịn luôn nha các bạn. Bởi vì ạc này chưa có trái Kitsune đúng không? Ra đây nè Phúc. Ok. Rồi, solo random nè. Trái Kitsune. Ủa gì vậy? Ạc này không đủ bê lê Phúc ơi. Trái Kitsune. Bạn không có đủ tiền. Ôi đúng là ạc 1k mà các bạn ơi. Thì ngoài cái kho đồ có mấy cái kiếm được nâng cấp và cũng như là mấy trái quỷ cũng hơi xịn ra thì ạc này mình đánh giá cũng không cao lắm ha. Tại vì nó chỉ có 1k thôi các bạn ơi. Ơi em cho nó chết fan cạnh nó ói kìa. Bác. Tiếp theo đó chính là ạc 500k và anh Crazy Lên đẹp trai. Mình cho khúc này lên để các bạn biết là ạc này 500k chứ không phải là do anh Crazy Lên đẹp trai nha các bạn. Điều này ai cũng biết rồi mà, đúng không Phúc? Chắc vậy á, chắc không ai biết đâu. Trời, ạc này mà là 500k hả? Ạc ánh hả? Em tin này 500k không Phúc? 12 triệu bounty mà nó tới 598 triệu Billy lận. Người chơi hả? Cày chay thì sao không rồi? Ạc em lần này không có đủ tiền để random chết quỷ luôn. Từ từ để anh review kho đồ nha. Anh nghĩ mấy cái ạc mà nhiều Billy vậy thì kho đồ chắc chắn sẽ full hết luôn. Ui chuẩn luôn. Nâng cấp full kiếm luôn các bạn ơi. Full súng luôn. Ủa, chủ ạc là sao video này phải nâng cấp hai súng này cho anh nha. Em đấy hả? Cách này không? Kitsune à, dám khè mình các bạn. Ôi, trái 10 triệu Billy nè. Ôi, giỡn, chưa có 10 triệu Billy. Review trái quỷ vĩnh viễn đi. Anh ăn luôn cho em coi nè. Anh ăn luôn đó. Rồi, giờ review trái quỷ vĩnh viễn nha. Ạc 500k chắc cũng tầm mấy trái bình thường các bạn. Chuẩn luôn, có rocket rồi spin đâu không à. Ạc này nói 100k mà có trái Phật tổ vĩnh viễn rồi trái Mammoth, trái Poro nữa. Chắc ghi thiếu số 0 hay gì không nội ơi. Thì cái ạc 500k này chỉ có 3 trái quỷ vĩnh viễn duy nhất, đó chính là trái rocket với lại trái spin và trái chớp. Rồi, thì ạc này thiếu trái Kitsune đúng không các bạn? Mình sẽ random trái Kitsune cho bạn này nha. Ui, Kitsune. Bùm. Ôi, Kitsune kìa. Các bạn ơi, tức quá các bạn ơi. Bây giờ phải quýnh thằng Vidac cho hết tức mới được. Mày ở đây. Em chấp luôn. Chấm hỏi chấp. Dạ. Dạ. Lục thức. Cuồng thú. Dạ, dạ, dạ. Lục. Giờ này xài trái Mammoth. What the fuck? Trái Mammoth á, thiệt ra trái Mammoth nó rất là mạnh nha các bạn. Nhưng mà các bạn biết sử dụng á thì nó sẽ siêu mạnh luôn. Ui. Ui. Hay vậy. Sao? Cái gì vậy trời? Nè, Thánh xài kiếm, anh là Zoro á, anh là Zoro. Cái gì trời? Ui. Em cũng đang kiếm. Thì sao? Rồi chết. Ôi, ma chúng cục đá kìa. Rồi bye bye. Bye. Hay đúng là quá đơn giản các bạn ơi. Theo mình đánh giá thì con ạc 500k này cũng khá là ngon ha. Thì với cái số Billy random tới 5 sao vẫn chưa hết này thì mình sẽ cho ạc này 8 điểm nha. Ok các bạn ơi, đến với ạc 600k, ạc John Việt Nam 30 triệu OT luôn nha. John. Anh mà đánh thua là tự hiểu luôn. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là ạc này còn là fan MU nữa các bạn. Ma dưới đá xã hội luôn. Mặc dù ạc này 600k nhưng mà ít Billy hơn ạc hồi nãy nha các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là cái phần item nó sẽ bù đắp lại nha. Toàn item được update luôn. Nhưng mà cũng không bằng ạc nãy nữa, kỳ vậy ta. Trời ơi, chắc chắn là phần trái quỷ sẽ xịn hơn nha. Cũng không bằng ạc hồi nãy luôn. Biết vô, nạp vô chắc chắn là mua trái quỷ vĩnh viễn rồi. Chuẩn luôn. Nè, có trái mắt ma nè. Ui, có trái mochi luôn. Ôi gì cũng bình thường à. Trái leo bát vĩnh viễn luôn. Vậy hả? Ôi vãi, ạc này 600k mà nạp dữ vậy. Ôi ạc này ngon dữ ta. Ra random giao luôn cái nè. Nãy giờ chưa được solo lần nào. Sẵn sàng chưa? Từ từ để anh nhập code cái. Anh Lion đẹp trai. Nhập code nha các bạn, nhập code trước khi anh random nha. Đu trời. Ôi, nhập code cũng hơn được xíu. Ôi gà, thấy không, nhập code vô là thắng luôn mà. em đâu rồi, ra đây anh John Việt Nam em xíu nè. Rồi, cái này lâu rồi em chưa xài nè. Cái gì, ôi lắc quá, lắc mà.
mày ui Yuri ba luôn, quá 3k mốt đam Yuri ba luôn hả? Rồi nãy giờ mới để ý luôn á, hàng chi chém cái 3k đam mày không á. Ôi vậy ôi easy có đâu, anh đánh bại em bằng chính bản thân anh mà, chính sức mạnh của anh mà, nói vậy. Ôi các bạn ơi, sức mạnh của John VN. Ôi mất heo luôn rồi. Ôi hàng này quá bá đạo luôn, như các bạn mình sẽ đánh giá hàng này là 10 trên 10 luôn. Tại do sức mạnh của John Việt Nam quá mạnh, mới quýnh con chiều đứng gèm luôn. Ok, và nói về tiếp theo đó chính là hàng 1000k hay còn gọi khác là 1 triệu á. Nhưng mà có chắc là 1 triệu không vậy? Mình thấy cái số Belly này thì hơi nghi ngờ nha các bạn, 10k Belly hả? Không sao, nhưng mà vô hạt thấy có xài Kitsune là cũng uy tín nè. Melee mới luôn nè, 530 điểm thông thạo. Nói chung mà nhìn vẻ bề ngoài có vẻ khá uy tín các bạn, để mình khám phá item bên trong nha. Có Yoru luôn nha, để coi Yoru V mấy, Yoru V3 mới mạnh. Ồ hình như cái này là Yoru V1 thì phải. À Yoru V2. Ơi má đúng vậy, hà vậy. Giờ sẽ đến với phần chát quỷ nha. Bùm, Leo Bat Dragon. Rồi nói chung thì mấy cái này thấy cũng nhiều các bạn ơi, tưởng có chát Kitsune chứ. Để anh coi thử chát quỷ dinh diễn thử coi. Ôi các bạn ơi, ạc này bạn này nói nạp gần 1 triệu nhưng mà chỉ có trái gốc két với trái xì bin thôi, hình như mình bị scam rồi thì phải. Ạc này bạn ấy cũng nói nạp mấy trăm k vô có được 54k BL. Hay thì ạc này mình quá thất vọng nha các bạn, mình sẽ đánh giá là 5 điểm trên 10 bởi vì mình còn không thể random được nữa. Em đánh 6 trên 10 đi. Tại skin con gái phải không? Má thằng mi gái. Mày là thằng mi gái. 6 trên 10 là đẹp rồi, nhìn skin này dễ thương nè. Ok các bạn, thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với ạc 1 triệu rưỡi nha các bạn, của bạn Midori Misaki. À ạc này mới vô thấy uy tín đó các bạn, có hai đuôi luôn nè, một đuôi Kitsune với lại một đuôi của tập Minh V4. Ủa với lại một gì cái đuôi nào? Của Avatar nữa, ba cái đuôi luôn. Rồi à, em là tập cá đúng không? Ủa em là tập của mình kì. Thì ở cái ạc 1 triệu rưỡi này, bạn này nói là cái kho đồ bạn ấy rất là xịn luôn nha các bạn, nên là bây giờ tụi mình sẽ khám phá thử coi là kho đồ này có cái gì. Thì đầu tiên mới bấm vô thấy mấy thanh kiếm được nâng cấp hết thì cũng khá là ok ha. Nhưng mà chỉ mới nâng cấp được một nửa kho đồ thôi các bạn ơi, còn lại thì vẫn chưa nâng cấp được hết. Sao thấy mấy cái ạc này 1 triệu rưỡi mà nó không ngon bằng cái ạc 500k là trước ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trái quỷ nha bạn, một trong những phần quan trọng nhất của một ạc luôn, đó chính là trái Kitsune. Có không? Trái King John. Trái King John. Là trái King John là VIP nhé. Thôi không sao, đưa ạc cho anh Lion review á, các bạn sẽ được một cái đặc quyền, đó chính là biết giờ ra được trái quỷ siêu xịn luôn nha. Random trái quỷ. Đu. Trái 1 triệu Belly. Phải không? Không. Thôi cũng ngon. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trái quỷ vĩnh viễn nha các bạn, để xem coi là ạc này sẽ có những trái quỷ nào VIP không. Nghĩ là sẽ có chứ. Ui, trái Mochi vĩnh viễn nè. Và mình nghĩ là sẽ có trái Kitsune luôn các bạn, nhưng mà mình không dám ăn, lỡ ăn vô cái xong không có trái Kitsune trả các bạn ơi. Rồi sao giờ, muốn làm lại không hay là review tiếp bạn khác? Làm lại đi, chặn nãy em bị disconnect mà. À lần này hai Kitsune là đều nhau nè. Rasengan. Cái hàng mà bắn đại vậy là không bao giờ trúng hết các bạn ơi. Bắn đại nè bắn đại nữa đi. Mày gọi sao quái gì vậy? Easy. Khi nào vậy? Sao, ui bạn này nhìn thấy mình BBB thấy sướng không? Thấy mình VIP không bạn? Thằng một bắn là nó chết luôn á. Thằng này mới vào 700 mà thiệt, anh bắn vô xe chắc nó chết luôn á. Thôi đừng làm vậy, kỳ lắm. Thôi cho đi farm đi. Ơ dạ? Ui không chết luôn kìa. Nam giết nó rồi. Trời, mày ơi thằng này ác quỷ quá các bạn ơi, thằng này nó là ác quỷ. Thì sao, ạc này mình sẽ đánh giá là 8 điểm nha các bạn, cũng khá là ngon bởi vì có trái Kitsune. Ạc này em cho 7 điểm với Kitsune vĩnh viễn mà ạc nghèo quá, có Belly gì chứ. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một ạc có giá trị là 1 triệu 7 nha các bạn. Và ạc này như các bạn thấy đó, avatar của nó chính là anh Messi. Su. Anh Messi. Ủa, anh Messi sao mà áo số 7 ta? Ủa, Ronaldo. Su. Ủa. Anh này fan đú thiệt. Anh Messi vô nè. Ủa bậy, anh Ronaldo chứ. Sao anh Ronaldo xài trái chớp? What the hell, anh Gondo? Chiếc này phải BB nha, chiếc này phải BB nha. Các bạn ơi, ạc 1 triệu 7 đó. Ạc này là ạc 1 triệu 7 đó. Hình như nói 1 triệu 7 Belly thì phải. Ở đây có 1 triệu 7 Belly. Ạc 1 triệu 7 Belly. Ôi các bạn ơi, su. Ôi, thì ra là John Việt Nam các bạn ơi. Các bạn coi kho đồ nè. Giàu vãi. Ôi, ạc này có Leviathan thành siêu luôn nè, để mình đeo vô. Giảm đam các bạn. Chết quỷ thì có trái Spirit. Rồi, 4 trái King John luôn. Rồi vô coi kho trái quỷ dinh diễn rồi, chứ tôi không muốn xài trái chớp này BBB đâu nha. Ui trời, trái quỷ dinh diễn nhiều vãi.
À, xài trái chớp để mình thoải mái coi những trái quỷ xịn khác các bạn ơi. Coi nè, có trái Dragon luôn, 5k Robert. Ôi, nói chung hạt này khá là nhiều trái quỷ dinh dưỡng luôn nha các bạn. Có trái Mammoth rồi, Bích Ha rồi, Mắc Ma các kiểu rất là nhiều luôn. À, thì ra là men giấu nghề các bạn ơi. Random cái, ơi sợ random phát hết tiền của mày này luôn quá. Hạt mày có 1.7 triệu belly à. À, giờ random phát là hạt này chỉ còn 1.3 triệu nha các bạn. Hạt này là hạt 1.3 triệu thôi nha. Trời ơi, cái trái flame luôn, quên nhập code các bạn ơi, trời ơi, quên nhập code. Anh trang bị cái nào mà anh thấy anh mạnh nhất đi, nhanh đi, nhanh đi. Em anh trang bị rồi nè, mà em nhắm em quýnh lại anh Ronaldo không? Được, được, thằng đó lỏ, Messi. Ai, mày dám nói Ronaldo, lỏ mày. Lại. Nè, 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 dính luôn, ui, dính luôn, hay không? Hay, 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 hay rồi đó. Rồi, chết, chết. Quá gì vậy trời. Chết. Ủa? Má combo ghê vậy mà hụt ta. Ủa gì vậy? À, gì chơi chạy vậy? Mày chạy đi. Sáng đứng yên đợi dùng. Thôi anh bật cái đó phốt, anh bật cái đó phốt. Anh bật cái đó, em khiến anh bật cái đó. Nó khó lắm. Thì sao? Thì sao? Thì sao? Thì sao? Wow! Ambatucam. Ôi. Ôi, em đứng ngay cái vòng đó nổ phát mấy chục gram. Su, hạt này không nói nhiều các bạn, hạt 10 điểm luôn nha, trong tầm giá 1.7 triệu mà có cái hạt quá ngon vậy là 10 điểm luôn. Anh này ra coi nữa nè. Ôi, anh này ra coi BBB nữa nè các bạn. Rồi rồi. Nè. Ôi, tặng bạn đó trái quỷ nha các bạn. Do bạn này nãy giờ thấy cũng hơi tội nghiệp nên là tụi mình sẽ tặng quá quỷ cho bạn này nha. Anh ghi lên. Ờ, nhớ đăng ký. Nó khinh thường chép lem các bạn ơi. Oh my god. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với ad 1.8 triệu của bạn God Weebu nha các bạn. Weebu chúa. Thì đầu tiên mình muốn đánh giá đó chính là cái avatar của bạn này nhìn khá là bựa các bạn. Ui, nhìn như tàn hình luôn nha. Ờ, nhìn siêu nhỏ luôn á. Em coi cái đuôi con cá nó cũng nhỏ luôn kìa, kiểu bị suy dinh dưỡng á. Cá này cá lòng tông á, nhưng cá. Ờ, đúng rồi. Ôi, nhưng mà cái ạc này á thì cái belly nó khá là cao nha, tới 400 triệu belly lận. Và đồng thời thì kho đồ của ạc này cũng đã được nâng cấp full hết luôn rồi nha các bạn, từ cây kiếm mạnh nhất cho tới cây kiếm katana luôn, quá đỉnh. Và về phần trái quỷ thì đương nhiên rồi, một ạc bắn tùm lum như thế này thì phải có trái leopard trong kho đồ, mặc dù không có trái kitsune. Ơi, gì vậy? Ê, sao trái leopard nó sao trái leopard nó nhìn anh vậy? Ờ, à, biết đâu giờ random trái leopard là anh ăn luôn nha. Gần đây mình chắc là bát anh ăn luôn á. Ê! Ồ, vẫn thắng các bạn ơi, vẫn thắng. Bữa nay anh thắng em liên tục luôn rồi đó. Gần đây đổi lại coi. Cái lúc mà đổi 1 kg, cái nhiều đứa mua để test thì sao? Vãi! Gì vậy? Trái kitsune vĩnh viễn. Ạc này không có trái kitsune trong gương, bởi vì nó đã có trái kitsune vĩnh viễn rồi. Được rồi. Bắt trước anh à. Mày! Ủi! Tao đang xài gì không hả? Thì sao? Anh combo dữ lắm đó. Sâu guitar nè cu. Mày bắn. Rồi. Chết rồi. Quái gì vậy? Chết rồi. Ủa sao không combo được? Sao kỹ ta? Mày. Ui, Yoru ba luôn nha. Rồi, bye bye. Bye bye. Ủa sao nay anh quýnh hay vậy ta? Sao nay anh quýnh hay vãi luôn á. Ê, bên này không quay video PVP mà quýnh vẫn hay nha. Đỉnh vãi. Rồi. What the hell? Con bắn chiêu kìa. Đỉnh vãi, cái gì vậy? What the fuck? Thôi, thằng kia nó quýnh anh nữa kìa. Hiểu số phận mèo đó. Thằng này nó bị lắc, nó muốn săn bao ti anh kìa. Ôi, vô ạc bạn fan này giúp bạn ấy ăn được 20k bao ti luôn. Thì ạc Weebu chúa này mình đánh giá tầm khoảng 9 điểm nha các bạn. Có trái kitsune và trái leopard khá là ngon trong tầm giá này ha. Các bạn ơi, thì mình vừa mới phát hiện ra đó chính là mình chỉ còn 12 phút nữa để review ạc của các bạn thôi. Nên là bây giờ mình phải gấp rút lên nha. Ủa, em đang vô, rồi em xếp. Vô đi nhanh lên vì đắt ơi. Vô ạc mới, lẹ lên. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với ạc có giá trị 2 triệu nha các bạn. Ạc Ohio Final Boss. Anh là thằng khứa này vậy. Anh là bacon nè. Ủa mà sao ạc này 2 triệu mà xài skin bacon ta? Chủ tịch giả nghèo mà. Ừ, chắc là chủ tịch giả nghèo đây mà. Đồ. Ủa mấy cái ạc này á có cái đặc điểm chung các bạn biết cái đó là gì không? Đó chính là mấy cái kiếm đều được nâng cấp hết luôn. Em tới nè. Trời. Cái gì vậy? Gì vậy? 15 trái leopard. Leopard tàm nữa. Ác này có 15 trái leopard. Bạn này ở nhà chắc báo lắm nè. Ôi mà có tới 11 trái dragon luôn nè, 11 trái spirit, 15 trái kinchon, 15 trái độc, 13 trái shadow, 13 trái mochi. Trời các bạn ơi, kho đồ của bạn này ngợp quá các bạn ơi. Thì ra biết sao không, 2 triệu đó không phải bỏ tiền vô avatar mà bỏ tiền vô nạp kho lưu trữ trái quỷ. Từ trái chấn động trở lên á là trái nào cũng 16 trái hết luôn. Mà anh nghĩ hạt này có trái kitsune vĩnh viễn luôn á. Ôi, full trái quỷ vĩnh viễn luôn. Rồi ạc này sao 2 triệu ta? Ủa là phải 2 triệu không ta? Ôi, em nhắn nhầm một số không phải không?
gạt này như phải 20 triệu nha. Ồ nhưng mà vẫn thiếu một số trái quỷ vĩnh viễn nha, nhưng mà nói chung thì cũng nhiều á, cũng gần như là full trái quỷ xịn rồi. Ạc xịn nhưng mà không có cái trái kitsune gương thì cũng hơi lỏ. Đù thiệt luôn nè. Sao biết này vậy? Rồi đừng nói là muốn bbb nữa nha. BB đi ạc này có trái leopard nè, đang xài trái leopard nè, em thích trái này lắm. Nhưng mà ạc của bạn này xịn lắm á. Ạc xịn thì bên trong thôi à. Ôi người sử dụng nè em ơi. Mày rồi đang hút hồn em. Hút linh hồn. Ôi sao né hay vậy? Sao né hay vậy? Vậy biết chiêu này không? 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 Rồi xài tập thỏ. Xài tập thỏ là chỉ có lỏ thôi. Xài tập thỏ thì chỉ có lỏ. Ôi má. Bắn ai vậy? Bắn ai vậy? Có lộn người không vậy? Có lộn người không vậy Phúc? Rồi chết luôn. Mày tạo tao dữ trời. Căng rồi phát cuối nè, phát cuối nè. Dòng xoáy tử thần. Ui da rồi khùng hả? Yes. Ơi tự nhiên bữa nay không quay video bbb cái video đắt nó gà hẳn luôn bạn. Bình thường là gì lật kèo. Ôi má giờ đang đợi một beat anh bị đắt lật kèo cuối mà chưa có nữa. Ôi sắp hết ạc review mà anh chưa lật kèo được nữa. Ok và cuối cùng trong video ngày hôm nay đó chính là con ạc. Con ạc có giá trị 3 triệu. Con ạc của bạn Miniman. Ôi cái gì vậy? Hai anh nha. Ui fan hả? Anh mới là lời anh thiệt nè em ơi. Ủa em là độc lạ bình xăng hả? Hết độc lạ bình phước dành sang độc lạ bình xăng. Không biết có ai hỏi em ở từ chỗ nào nữa. Độc lạ bình xăng. Để coi cái đồ này có gì nha. Đù có phát lam với là Yoru luôn nè. Rồi bây giờ anh sẽ kiểm tra thử coi là cái Yoru này V mấy nha. V3. Rồi nếu Yoru V3 anh khá chắc ạc này sẽ nâng vô điểm kiếm luôn á. Ủa không phải hả? Sao mấy cái ạc này thường nó nâng mấy kiếm nhiều đó ta? Nhất là cây katana nha. Ạc nào thấy cũng nâng điểm vô cây katana. Rồi tới trái quỷ rồi. Ạc này mình nghĩ đi chắc cũng phải mấy chục trái quỷ nha các bạn. Hôm nay review không có ạc nào có trái kitsune hết. What the hell. Ạc em có tới 2 trái kitsune luôn. Đâu bạn em có nhiều trái kitsune cho anh coi thử rồi. Không bình thường à, em có 2 trái. Trời. Thôi được rồi, giờ review trái quỷ dính dĩ các bạn. Ui vậy ai ạc này mới bấm vô mà không thấy có trái rocket luôn là anh hơi nghi ngờ đó nha. Từ đã anh nghĩ là 3 triệu chắc chắn mới có trái quỷ chứ. Có nè, trái magma với lại trái bất ha nha, và trái mammoth, t-rex, control và kitsune. Đúng như mình nghĩ các bạn ơi, ạc 3 triệu thì phải có trái kitsune chứ, không có trái kitsune thì cũng hơi lỏ đó. Tại như trái kitsune là tầm khoảng 600k đúng không? Ồ 650 luôn hả? Vậy là phải rồi. Thôi random nè. Trời chép pen. Sao chép pen giờ còn có một mắt vậy? Ủa sao chép pen có một mắt vậy ta? Anh cầm ngược chiều rồi. Nhưng mà nó là chép pen á. Ui anh khùng á. Xem ăn cắp chép pen của anh. Ăn hết kìa ông nội. Ui thiệt hả? Nói cảm ơn em nha, cảm ơn em giúp anh giữ lại chép pen nha. Ok qua đây trận cuối cùng nè. Em đứng ngay cái cầu này nó mới ngầu. Rồi đứng giữ cái cầu quýnh nhau nha. Vô mày. Ôi rụng cái cầu luôn rồi. Thôi mất cái cầu thôi anh em mình giảng quà đi. Thôi mình làm lành đi. Mày lành. Em đâu hả? Lăn mẹ xuống giật luôn với hài bái. Mày khùng. Làm lành đi. Làm lành đi, đừng quýnh nhau nữa. Sao bbb nha. Ôi anh bấm nhầm vô nhận nhiệm vụ rồi. Rồi tao cho mày nhận nhiệm vụ luôn. Mày ảo đi Phúc. Mày ảo đi. Ui rồi gì vậy, gì vậy. Ây da. Mày bắn ai vậy Phúc? Bắn ai vậy Phúc? Ôi hên nha. Ai ẩu rồi đó. Chơi vậy là sao? Ui Fortino múa. Dạ đau vậy. Mày. Ui mày. What the fuck? Fortino. Ơi Fortino. Múa thẳng vô lòng địch luôn chứ. Hắn rồi, anh với đắt lật kèo rồi. Với đắt lật kèo các bạn ơi, tỷ số giờ là 5-1 nha các bạn. Thì nói chung như các bạn thấy đó, trong video này mình chắc chắn là người chiến thắng rồi. Và ạc này thì mình đánh giá tầm khoảng 8 điểm nha các bạn. Bởi vì với mức giá 3 triệu thì nó mình cảm thấy nó không có nhiều trái quỷ cho lắm ha. Chắc bạn này dùng để nạp vô game khác nữa. Em đánh giá 10 triệu. Ủa lộn. 10 triệu luôn. 10 điểm. Thì nói chung bài học hôm nay rút ra là gì các bạn? Đó chính là V-Duck quá gà, lật kèo được chắc do hên thôi.